Hello, chào mừng quý vị các bạn trở lại với kênh Đại Vương. Thì đến video này, Vương xin chia sẻ cho anh chị các bạn cách kiểm tra mà cả số tiền vé máy bay chúng ta đã mua nha. Ví dụ như chúng ta mua online thì không nói gì, mua online thì chúng ta tự mua, chúng ta tự check vé thì chúng ta biết được cái số tiền chúng ta phải trả là bao nhiêu. Nhưng mà nhiều bạn là không mua online được, bởi vì nhiều bạn là không biết thanh toán online, hoặc là nhiều bạn không có cái thẻ Visa hay Master để thanh toán, thì các bạn mua qua đại lý. Thì đại lý chỉ báo vé là chúng ta là số tiền bao nhiêu đó rồi gửi vé qua chúng ta và chúng ta thanh toán tiền thôi, nhưng mà chúng ta không biết thật chắc là cái vé đó nó bao nhiêu tiền mà chúng ta phải trả nha. Chúng ta chỉ nó nói bao nhiêu chúng ta trả bao nhiêu, chúng ta không biết cái vé đó ví dụ như là 1 triệu mà người ta nói mình 1,5 triệu thì mình cứ trả 1,5 triệu, mình không biết. Thì đến video này Vương xin chia sẻ cho anh chị bạn cách kiểm tra cái giá gốc của cái vé máy bay chúng ta đã mua nha, qua đại lý nha. Thì bây giờ đây mình sẽ mở đây, đây là mình đã mua qua đại lý cái vé máy bay này. Thì cái vé máy bay này người ta bán cho mình là 1,4 triệu nha. Đó, thì giờ mình kiểm tra thì cái vé này bán người mình ta mua 1,4 triệu có đúng hay không. Thì đây đây là cái vé người ta gửi qua cho mình. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra, bây giờ mình sẽ lấy là cái code vé là ở đây nha, mình lấy code vé và sẽ lấy họ và tên nha. Rồi bây giờ chúng ta ra một trình duyệt. Ở lúc này chúng ta sẽ gọi là việc checke.com nha. Rồi chúng ta bấm vào đây, rồi chúng ta sẽ bấm vào chuyến bay của tôi. Và lúc này chúng ta sẽ nhập cái mã dư chỗ này, cái mã đặt chỗ này, cái mã đặt chỗ là chúng ta đã đặt rồi đó. Người ta sẽ gửi chúng ta đây, chúng ta sẽ bấm vào đây này, chúng ta lấy cái mã và cái họ và tên đây nha. Rồi cái mã là sẽ là nó ra đây, họ chúng ta lấy cái họ nè, Phạm Văn Y nha, họ là Phạm, tên là Văn Y. Rồi chúng ta sẽ bấm là tìm kiếm nè. Rồi như vậy là cái vé này ạ, cái vé giá gốc của nó là 1,306,000 nè, 920 đồng, nhưng mà giờ mình mua là mua 1,4 triệu thì coi thử mình quy ra sao. Cái vé này cái giá gốc là 1,306, thì cái phí mà cái phí xuất vé của nó là 55,000 nữa thì cho nó là 1,350, thì cái người ta ăn lời là 50,000 trên cái vé này thì quen tạm được đây. Người ta mình không không biết book, mình nhờ người ta book thì người ta sẽ lấy cái phí là 50,000 thì so ra cũng được là ok rồi. Chứ còn không thì sợ mà người ta có vé mà 1,3 triệu mà người ta bán là 1,5 triệu 2 triệu á thì nó quá phí ấy. Chúng ta không biết hay chúng ta bị lừa. Nó như vậy là quá chính xác rồi, đây nó phân chia chúng ta rõ ràng. Đó, như là có vé như thế này nha. Đó chúng ta sẽ gõ ra chuyến bay của tôi và chúng ta nhập thông tin thì số tiền mà cái vé gốc á, nó sẽ hiển thị lên ở đây. Là chúng ta sẽ kiểm tra một cách chi tiết luôn cái giá vé là số tiền bao nhiêu, thuế rồi này nọ bao nhiêu, VAT đó. Thì với cách này thì chúng ta biết được chúng ta mua là thật sự có vé mà chúng ta phải trả bao nhiêu để mà nó đúng cái giá tiền. Chứ còn không mà ví dụ như là có đại lý nào mà nó uy tín thì chúng ta thì chúng ta thấy là ok thì chúng ta lần sau chúng ta book tiếp, còn đại lý nào thấy không ok thì chúng ta không mua nữa. Vâng, như vậy là Vương vừa chia sẻ cho anh chị và các bạn cách kiểm tra cái giá gốc của chiếc vé máy bay khi chúng ta đã mua qua đại lý. Thì video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video này hữu ích thì hãy cho Vương một like, một đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.